Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây à? Cái đậu xanh đây à? Ui, cái đậu xanh đây à? Cái đậu xanh đây à? Tưởng ở đâu cơ, thanh niên? Chơi thế này thì đỡ thế nào được hả mọi người ơi? Thằng bé chỉ căng phết. Lấy tạm khẩu ăn được chứng tư của nó cái đã. Chẳng biết là mình cần thêm máu không nhờ anh em nhỉ? 7 túi máu không cần đâu. Cứ vào nhà cuốn máu đã tính sau. Đấy. Tầm này cuốn một túi máu là full rồi. Đây luôn anh em. Một kill đầu trận thì bao giờ cũng luôn là một cái kill mà anh em cảm thấy nó đơn giản nhất nhá. Các ông thấy chưa? Ê đừng. Đừng có đậu xanh bên này à? Cái đậu xanh bên này á hả? Cái đậu xanh bên này á hả? Sơ anh à? What the hell sơ anh à? Sơ anh à? Thằng bé này. Nó tính sơ mình cơ anh em ơi, có đúng 15 máu này, hên xui vãi trưởng. Cuốn máu thôi. Sợ thật. Anh em thì chưa chơi game thôi mà cũng không phải đơn giản đâu nhá. Chơi ngào ngào cái là lên bản điểm số ngay. Được rồi mọi người ơi, lượm xác nó thôi. Thằng này có gì đây? Ska này chất, chơi người rơi ngon. Mới vào tận được ngay khẩu Ska luôn, đạn tiểu lên hơi nhiều nhá, lượm thêm máu đây. Lựu đạn thì cũng là một trong những cái trang bị vô cùng là cần thiết nha mọi người. Bom keo mình có một quả duy nhất, hơi nghèo. Nên là chúng ta sẽ đi kiếm thêm bom keo nha anh em. Lấy cái đầu nhá. Đấy. Kiếm được ai thì kiếm luôn. Tầm này là mình chưa thấy ai trên này cả anh em ơi. Lấy thẳng luôn. Xem nào láo nháo cái. Sơi luôn anh em. Không để cho chúng nó gọi là sống dai được. Đây rồi. Ngay trước mặt thôi anh em. Có một cái nương giáp. Ồ, bắn nhau ghê thế. Bắn nhau hơi căng anh em ơi. Bình tĩnh bình tĩnh. Mình lượm cái giáp 4 đã. Ê này. Cái đầu nó này. Cái đầu xanh này. Nó chưa thấy mình anh em ơi. Ăn no lựu đi em ơi, anh có 3 quả lựu này. Ăn no lựu đi em ơi, no lựu đi em ơi, no lựu đi em. Đúng rồi, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Ngồi đâu núp kỹ vậy? Góc này hả? Góc này thì không phải ăn lựu à? Uầy, sống lại à? Sợ quá nhỉ, game nó lỗi anh em ơi. Chỉ là lỗi thôi mà. Làm sao phải xoắn như mọi người. Lỗi nó cũng đã khá là lâu rồi nên mình quen rồi anh em, mình không sợ. Sửa giáp luôn nhá. Rồi xem chúng ta lượm thêm máu nữa. Ok ok, 9 túi máu cả. Nhiều vậy. Hổng sao này. À có giảm thanh anh em ơi. Chất chơi người rơi, từ từ tôi sẽ vứt bớt máu đi. Lượm giảm thanh. 7 túi máu cũng nhiều rồi mà anh em. Mình đang full 200 luôn này. Đi thôi mọi người. 18 người chơi nữa. Với cái bộ trang phục của thẻ vô cực, bộ trang phục cuối cùng luôn. Thì đây mình cố gắng kiếm tốt một lần nhá. Ê quên 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 quên. Trang bị giảm thanh nó phải như vậy. Đấy, nó phải khô máu như vậy anh em ấy. Có giảm thanh rồi. Giảm thanh thì anh em sấy kẻ địch nó rất là khó phát hiện ra vị trí. Đây là một trang bị vô cùng là cần thiết luôn. Qua đây để mà kiếm người thôi anh em ơi. Chưa đào đâu ra được người cả. Chán quá. Mình nghĩ là mình nên đu cáp treo xuống dưới ấy. Thế thôi anh em ơi, thế cho lẹ. Mà công nhận là cũng sợ bị bắn nhở. Nhảy xuống ở độ cao như này anh em mất chỉ là 50 máu thôi, không sao, nhảy luôn, nhảy luôn. Thế người giống anh em ơi, nhảy luôn. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này em ơi. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Chạy đi em. Xong luôn anh em, chỉ mất có 40 máu thì đúng hơn này. Đấy. Nên là đu dây này cũng hay mà anh em. Một đứa vừa chạy qua cái tôi cho nó SML luôn. Xanh mộ luôn. Mồi yên mà đẹp luôn anh em ơi. Xem có súng gì không lượm luôn này. Cái đó đu em thì mình không chơi anh em ơi. Thì qua đây. Hổng sát này. Hổng sát cái đứa mình vừa hạ gục xong. À thêm được mấy quả bóng keo. Ổn đấy anh em. Good game. Cục xe này.
Chắc là xe của nó luôn, không sao. Xin luôn anh em ơi, bye bye, xe ngon. Ở phía trên anh em ơi, chơi đồ, chơi đồ. Làm sao chủ gái chơi đồ ấy hả? Anh lại vòng lên trên vả chú, không trượt phát nào bây giờ anh em, lên luôn. Đừng, đừng xế xe anh thế, anh đang lên để chơi với chú cơ mà. Nó ngay chỗ đường cắp treo anh em ơi, tưởng gì. Lên thẳng slow với nó luôn anh em ơi, trên này này. Láo lếu với anh à? Đây rồi anh em ơi. Ngay đây luôn này. Láo lếu với anh đấy hả? Láo lếu với anh này. Láo lếu với anh này. Láo lếu với anh này. Xong luôn. Tưởng thế là hay à? Còn máu thôi anh em ơi. Mấy thằng rơm rơm này chơi mình sao nổi. Sửa giáp luôn nhà, nói chung là ổn. Lượm thêm tí máu rất là ngon. Đi nào mọi người ơi. Xe đang còn ở dưới. Nhưng mà thôi xe sắp nổ rồi. Bỏ xe thôi, đi bộ. Đi bộ cho nó lành công ơi. Chứ tầm này tôi không chơi xe gì cả đâu. Thính rơi. Ê, đâu rồi? Đâu nhỉ anh em? Tôi nghe thấy tiếng thính rơi lại lăn xuống dưới à? Uầy, hai thính gần nhau luôn. Có vẻ gắt. Xuống lậm thính anh em ơi. Cái vùng bom rơi đen gờ này hơi căng. Nên là mình sẽ chạy xuống từ từ anh em ơi, bây giờ chạy xuống luôn nhá. Khả năng anh em đai sẽ rất là cao. Chờ bo nó, à quên. Chờ bo nó nổ xong đã anh em ơi. Đấy. Lúc đấy anh em gọi là chạy vào là vừa. Cái đậu xanh. Từ anh em ơi, bom rơi lâu vãi chưởng. Tôi phải chờ nó nổ xong đã anh em ơi mới dám chạy vào. Chứ giờ chạy vào coi như là xanh mộ anh em ơi, tan cửa nát nhà luôn, không chơi. Úi dồi ôi, let go nào mọi người ơi. Xuống dưới lậm thính thôi. Ê mà, có một đứa lậm thính rồi à? Hay là vẫn hai thính đang sáng vậy? Hai thính đang sáng luôn nhá. Vậy là chưa có ai đến lượm. Mình lại tiếp tục check luôn cái thính kia. Xem có gì không lượm luôn anh em ơi. Có ô ra thì lấy, còn không thì thôi. Bởi vì giảm thanh mình đã có rồi mà anh em. Chúng ta có E2M này, hòm lúc nãy, thế hòm này. Hòm này sẽ có phóng lựu hả, không chơi đâu. Mình lại không thích chơi mấy khẩu kiểu này. Bởi vì là phóng lựu thì đã có khắc tinh của nó, đó là cái giáp chống nổ rồi anh em ơi. Chứ không hay lắm. Đâu rồi, cái quan trọng là người đâu. Câu thể chơi hiện tại thì mình đang có là 10 mắt xem này. Số lượng người chơi cũng chỉ còn lại 9 thôi. Hơi căng thẳng rồi đây anh em, bo thì đang còn to lắm. Phải thu một lần bo nữa thì bo nó mới nhỏ lại anh em ơi. Chỗ đây có người nè. Ui, thính rơi ngày hôm nay rơi toàn chỗ có người. Căng thẳng phết không đủ đứa. Đứa nào chạy xe qua đây. Có một đứa vừa chạy xe qua đây anh em ơi, nó vứt xe rồi. Tôi chưa chết được nó luôn. À đây này, trên này một đứa này. Cái đậu xanh này. Chạy đâu Hải ơi. Chạy đâu Hải ơi. Chạy đâu Hải ơi. Chạy đâu Hải ơi. Lên bả đi. Có đứa chạy xe nữa. Bên này bên này. Cho nó lên bả đi anh em ơi. Lậm thính à. Chơi xe máy Hải ơi. Hình như là vậy. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh này. Lên bả đi em. Giáp chống nổ này mới luôn này anh em này. Nói chung là ổn. Ngon. Quần máu đã. Tầm này căng lắm rồi anh em, không quần máu thì rất là khó chơi. Mà quần máu anh em vẫn phải nhìn xung quanh luôn cơ. Không có đứa nó chạy lên thì thôi xong, thôi xong. Mất toi công sức chơi cẩn thận nãy giờ. Lậm thêm ít đạn xuống trường đi. Bom keo này, máu này cũng khá là cần thiết nhá. Chợt thì mình có rồi. Bây giờ mới đến lượt check thính này anh em. Lại là A2M, mình không chơi mấy khẩu này. Ok mọi người ơi, đây trước mặt này. Lấy tạm con xe để chạy thôi anh em. Rồi ok nhá. Tôi sẽ quay lại phía này. Đấy. Tầm này có 6 thằng nữa à. Xem thế nào, hạ được 6 thằng nữa là ok. Hôm nay mình lại có kiểu hy vọng top 1 hơi nhiều nhỉ mọi người. Ok ok anh em ơi. Xem người đâu này, UAV không có. Thế thì cứ qua mấy khu khác thôi.
À đây, hai đứa anh em ơi. Một đứa ngay phía trước này này. Còn một đứa phía sau à? Đứa phía trước này trông có vẻ gần lắm anh em ơi. Chắc là đang thủ ở đâu rồi. Trong nhà này anh em ơi. Trong nhà này có một đứa này. Cái đậu xanh này vỡ đầu đi em. Hai, solo với anh à? Không dễ thế đâu nhá, cuốn máu. Ui, thằng bé có ô dai anh em ơi, ngon ngon. Quá ổn rồi, thằng bé thủ nhà này. Sao lại giúp ở nhà như vậy em ơi? Thế mình cũng chẳng hiểu sao luôn này. Đi anh em lên đường. Một đứa ở khu dưới nữa. Nãy mình thấy mà anh em. Có thể là cho nó thủ ở trên tầng này. Hai quả lựu này. Cho cả lên hai nhà luôn nha anh em. Lại là chui sau ghế sofa hả? Thế chịu rồi. Có thể chúng nó còn gài mìn nữa cơ. Check cẩn thận coi. Không có mìn. Lên thân mọi người. Nguy cơ cao tụi nó sau ghế anh em ơi. Nhà này không phải thì là nhặt lại thôi. Cơ hội chiến thắng đang rất là cao rồi nha anh em. Bây giờ chơi không có một nữa thì hơi phí. Sau ghế này cũng có vẻ vắng lắm anh em ơi, không có đâu. Thế anh em chờ tôi tí. Tôi qua chỗ khác và chúng ta sẽ lại tiếp tục săn mạng nha. Bên trên thì mấy cái hòm thính để đâu vẫn còn như thế thôi. Cứ lựa mấy cái sửa giáp nó cũng khá là ngon mà mọi người. Này, bo nhỏ thế này rồi tất nhiên là anh em sẽ không nên chạy xe nhá. Chạy xe tầm này là sấp mặt đấy. Không đùa đâu. Có mỗi cái giáp trắng là mình chưa lên bây giờ thôi. Cái đậu xanh không ạ? Rồi sao anh em thấy ai chưa? Hay là mình cũng kiếm căn nhà nào mình thủ nhỉ anh em? Chứ dạo quanh như thế này trông có vẻ như là hơi nguy hiểm. Một đứa này. Một đứa này. Một đứa này. Cái đậu xanh này. Đậu xanh này. Lên bảng. Xong. Mình sẽ lượm thêm ít đạn xuống trường cái đã. Xuống dưới chắc là có. Góc này cam ngon nhỉ anh em. Thế là còn mấy đây, còn hai thôi. Còn hai đứa mình nghĩ là đã đến lúc xài nòng ba rồi anh em ơi. Cái điều quan trọng là check xem vị trí của hai đứa nữa. Với căn nhà này anh em thấy vị trí góc cam như nào? Tôi thấy ok phết. Khá là ổn đấy anh em ơi, còn hai thằng nữa à. Máu 5 túi mình nghĩ là vẫn ổn. Bom keo 15 quả luôn. Bo nó lại thu ở căn nhà kia. Hên xui thôi anh em ơi. Tầm này chả biết bo thu ở đâu. Thôi cứ kệ cho nó thu xong đã anh em. Rồi chúng ta sẽ lại tính sau nhé. Phía sau này mình chưa tìm ra được người luôn cơ. Thế cứ ở phía trước đi. Đấy, phía sau kia kiếm được người rồi tính sau. Rồi xong anh em ơi. Không có ai à? Này này, bo đang thu lại rồi các bạn ơi. Ai, mình xem người nó chạy đâu rồi anh em. Ở dưới này có không nhở? Mình nghĩ là không đâu ấy. Thế thì phía sau này trông có vẻ hơn xu vẫy trưởng còn hai thằng nữa. Hơi gắt rồi nha mọi người ơi. Bo tiếp theo thủ đây luôn. Ui, mình nằm ngay trong bo luôn anh em ơi. Ngon dã man. Căn nhà này mình nghĩ có người này. Nó là một vị trí vô cùng là khả nghi. Đùa thế nào chứ anh em, ăn ở tốt này. Ăn ở tốt này. Vào chỗ này thì ngay đúng giữa bo rồi. Cái này mình nghĩ là nên đi săn chúng nó này này. Trước mặt này có người này. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Ui trốn à. Xong. Thằng cuối nữa. Thằng cuối như là nhà bên này anh em ơi. Nó chết tầng 2 nãy mình nghe từ chân gần lắm. Hên xui à? Phải không? Không phải anh em ơi. Mình tưởng nói trên này cơ. Một màn nữa. Mày một cứu tốc 1 này. Anh em hóng xem nha. Tôi đang cảm thấy hơi bị lo lắng này anh em này.
căng phết, đừng đùa, thằng cuối. Nó lại toàn là một cái khu mà kiểu nhiều nhà như này, anh em sẽ rất là khó chơi. Thề với anh em luôn, khá khó chơi. Để xem là boss thủ đâu đã anh em ơi. Điểm trắng. Đây là gần đây. Mình đang lục tìm xung quanh này chưa thấy nè. Tầm này là gắt phết rồi nha anh em ơi. Tìm chưa ra. Đây à? Tưởng đâu cơ đây à? Thì ra ở đây. Uầy, thằng bé đã bị hạ. Uầy, tưởng phóng lựu bằng ngon. Ui rồi ôi, 10 kill top 1 quá dễ dàng. Thằng bé đã nhường top 1 luôn cho mình anh em ơi. Ngon chưa anh em? Ngon luôn nhở. Top 1 này, 10 kill này anh em. Quá đã luôn. Tên tên. Cộng 64 điểm nhưng mà vẫn chưa được lên bạch kim 4 nè. Trên này mình có 10 kill nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.